Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em: Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong Thầy thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong niềm vui của mùa phục sinh. Và trong mùa phục sinh, nếu Chủ nhật tuần trước, Chủ nhật thứ tư của mùa phục sinh, Hội Thánh mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu vị mục tử nhân lành, vị mục tử biết chiên của mình và chiên của mình biết vị mục tử. Thì hôm nay Chủ nhật thứ năm mùa phục sinh, Hội Thánh mời gọi anh chị em và tôi cùng nhau chiêm ngắm người trồng nho, cây nho và cành nho. Để rồi qua cái hình ảnh người trồng nho, rồi cây nho, rồi cành nho, Hội Thánh mời gọi chúng ta hãy khám phá ở nơi ấy một điều rất cần thiết. Vậy cần thiết đó là cái cần thiết nào cho cuộc sống hiện tại của mình? Trước hết thưa anh chị em, như anh chị em cũng biết rồi, đại dịch Covid-19 chấm dứt chưa? Vâng, chưa chấm dứt. Xem ra nó còn hoành hành, còn khủng khiếp hơn. Đi qua phương tiện truyền thông, anh chị em thấy nhiều quốc gia ở xung quanh chúng ta, Campuchia, Lào, Thái Lan, Philippines, tình trạng nhiễm bệnh ngày một gia tăng và số người qua đời cũng tăng nhanh. Và cụ thể hơn nữa đó là ở Ấn Độ, chúng ta thấy con số người nhiễm bệnh không những gia tăng về mặt con số, nhưng cả ngành y tế cũng bị khủng hoảng, không thể đáp ứng được cái nhu cầu cần thiết cho các bệnh nhân như phòng để ở. Rồi thậm chí cái cần thiết hơn hết nữa đó là oxy để thở cũng không có, cũng không đủ. Rồi nhiều người chết không kịp chôn, củi để thiêu xác chết cũng không đủ, người ta phải chặt cây ở công viên để lấy củi để thiêu. Thế anh chị em thấy đại dịch Covid tưởng chừng chấm dứt cho dù có vaccine đi chăng nữa, xem ra cũng chưa có thể an toàn, và cũng có thể nói chưa chấm dứt được cái đại dịch này. Để qua cái thảm họa đó, anh chị em thấy cái gì? Vâng, chắc chắn ai trong chúng ta cũng biết, đó là thấy cái tính mong manh của con người. Cái tính mong manh của con người không biết mình bị nhiễm bệnh lúc nào, ở đâu, và mình sẽ chết như thế nào. Để rồi chúng ta cũng thấy chẳng có gì là bền vững trong thế giới này. Để cũng qua cái thảm họa này, cả anh chị em và tôi còn khám phá ra một điều quan trọng, đó chính là con người ta cần liên kết và cần liên đới với nhau trong việc đối diện
mấy đại dịch đang hoành hành một cách khủng khiếp. Vâng, thảm họa của đại dịch cho chúng ta thấy tầm quan trọng và sự cần thiết của sự liên kết và liên đới giữa con người với nhau và dành cho nhau. Và nhất là đối với người Kitô hữu chúng ta, sự liên kết và liên đới không chỉ là thể hiện bằng tình người không mà thôi, nhưng sự liên kết và liên đới đấy nó cần xây dựng ở trên nền tảng của lời Chúa hôm nay thì mới có thể nói là nó vững chắc. Chứ kẻo không thôi thì hứng thì làm, có lợi cho tôi thì tôi làm, không lợi không ích cho tôi thì tôi không làm. Thế thì lời Chúa hôm nay, thưa anh chị em, cho chúng ta thấy cái nền tảng của sự liên kết và liên đới nó cần thiết như thế nào. Trước hết, thưa anh chị em, trong sách Tông đồ Công vụ mô tả cho chúng ta về cuộc sống của Thánh Phaolô. Và trước khi trở thành Tông đồ, Phaolô là ai? Vâng, Phaolô là một người bách hại các Kitô hữu. Và trên đường đi bách hại các Kitô hữu thì Phaolô bị Chúa quật ngã từ ngựa rơi xuống đất. Phaolô được gọi làm Tông đồ cho Chúa. Và Phaolô công khai rao giảng về Đấng đã quật ngã mình, Đấng đã kêu gọi mình trở thành người Tông đồ cho Ngài là Đức Giêsu Con Thiên Chúa. Thế nhưng thưa anh chị em, lời rao giảng của một người từng đi bách hại người khác, từng đứng giữ áo cho người khác để ném đá giết chết Stefano, thử hỏi mấy ai tin vào lời giảng dạy của ông, cho nên khiến nhiều người nghi ngờ. Chính lúc này, thưa anh chị em, Barnaba xuất hiện với tư cách là người trung gian để làm gì? Vâng, nối kết Phaolô với các tông đồ khác. Sự liên đới của Barnaba hết sức cần thiết, giúp cho Phaolô vượt qua cái bức tường nghi kỵ của các Kitô hữu. Nhờ đó mà Phaolô mới có thể thực thi sứ mạng Chúa ủy thác trong niềm tin tưởng của các tông đồ. Kế đến, thưa anh chị em, bài đọc 2 cũng nói cho chúng ta biết về sự liên kết và tính liên đới, nhất là giúp cho mỗi người chúng ta có thể liên kết và liên đới thực sự với Thiên Chúa trong cái tư cách mình là người con. Một trong những điều cụ thể mà Thánh Gioan đưa ra đó là tin vào danh Con Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô và tuân giữ các điều răn của Chúa, đặc biệt là đức ái. Bởi vì như Thánh Gioan đã quả quyết, chính niềm tin là cửa ngõ dẫn chúng ta đi vào kho tàng ân huệ vô biên của Chúa. Và việc tuân giữ các giới răn giúp chúng ta ở đâu? Vâng, chắc chắn không phải ở ngoài, mà là ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa lại ở trong chúng ta. Như vậy, tin vào Đức Giêsu và thực thi bác ái bằng nghĩa cử yêu thương đó là hai cái mối dây liên kết chúng ta như những người con với Thiên Chúa là cha của mình. Còn bài phúc âm, thưa anh chị em, nói gì? Bằng phúc âm cho chúng ta thấy sự liên kết và liên đới rất sống động mà Đức Giêsu Ngài cho chúng ta thấy qua cái hình ảnh cành nho gắn liền với thân cây nho. Và qua cái hình ảnh cành nho gắn liền với thân cây nho, Chúa Giêsu làm nổi bật tính liên kết giữa Ngài với Chúa Cha và giữa Ngài với các môn đệ. Thật thế, sự liên kết giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha được Chúa Giêsu Ngài trình bày qua cái hình ảnh cây nho và người trồng nho. Chúa Cha là người trồng nho, còn Chúa Giêsu là cây nho. Thưa anh chị em, cây nho hoàn toàn lệ thuộc vào người trồng nho, và mục đích của người trồng nho không gì khác hơn là làm cho cây nho đâm chồi nảy lộc và sinh hoa trái. Rồi kế đến, sự liên kết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ được trình bày qua hình ảnh cây nho và cành nho. Nhựa sống của cây nho là yếu tố quyết định đến sự sống còn, cũng như sự phát triển, cũng như khả năng đơm bông kết trái của ngành nho. Giống như cây nho lệ thuộc vào người trồng nho,
thì cành nho cũng hoàn toàn lệ thuộc vào cây nho. Đằng khác, cành nho còn liên kết với người trồng nho. Sự liên kết giữa cành nho và người trồng nho là một sự liên kết lệ thuộc. Việc tỉa cành nho không sinh trái của trồng nho, của người trồng nho, không nhằm mục đích gì khác, đó là làm cho nho sinh hoa trái. Như vậy, thưa anh chị em, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy tầm quan trọng của sự liên kết và liên đới của chúng ta với Chúa và với nhau. Và sự liên kết cũng như liên đới của chúng ta cần thiết được thể hiện ở ngay trong gia đình, trong tương quan với người khác. Tất cả mọi cái mối liên kết và liên đới đấy cần phải đặt trên nền tảng của lời Chúa, nền tảng của sự liên kết và liên đới của Chúa Giêsu với Chúa Cha, của chúng ta với Chúa Giêsu. Chúng ta tự hỏi, thưa anh chị em, mà ngay giây phút này đang tham dự thánh lễ, anh chị em thực sự có liên kết với Thiên Chúa hay không? Hay là chúng ta đi tham dự thánh lễ chỉ vì chúng ta sợ vi phạm luật? Chúng ta có muốn nối kết với cành nho Giêsu để cho nhựa nho là lời của Ngài nuôi sống mình, để cho bí tích thánh thể là thân mình của Ngài nuôi dưỡng linh hồn, cuộc sống của chúng ta, để sao cho mỗi ngày ta sống như Thánh Phaolô nói, không còn là tôi nữa mà Chúa Kitô đang sống trong tôi, để trong từng suy nghĩ, trong từng lời nói cũng như trong hành động, chúng ta hành động theo sức sống và sự sống của Chúa Kitô. Thực sự giây phút này anh chị em và tôi có muốn liên kết với Chúa? Nếu chúng ta nói chúng ta muốn liên kết với Chúa thì nhờ liên kết với Chúa để khi trở về nhà chúng ta liên kết và liên đới với người khác, không phải theo một cái thói quen, nhưng là bằng sức sống và sự sống của Đấng mà mình đã liên kết trong tương quan giữa các thành viên trong gia đình với nhau chẳng hạn, giữa vợ chồng với nhau, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh chị em, giữa cháu chắt với ông bà chẳng hạn. Rồi đầu tuần đi làm, mình cũng có một cái sự liên kết và liên đới với những người cùng làm công sở, cùng buôn bán với phố chợ với mình chẳng hạn. Mình cũng được mời gọi thể hiện một cái sự liên kết, một sự liên kết và liên đới được đặt trên nền tảng của sự liên kết của Chúa Giêsu với Chúa Cha, và của chúng ta với Chúa Giêsu cũng như với Chúa Cha nữa. Cho nên sự liên kết và liên đới này, thưa anh chị em, nói thì dễ mà thực hành mới là khó, bởi vì chúng ta đang sống trong một cái thời đại, một người thời đại người ta chuộng một cái lối sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình thôi. Anh chị em thấy điều đó rất rõ, không phải ở đâu xa mà anh ngay trong nhà của mình thử hỏi. Khi đi làm về, khi ăn cơm chẳng hạn, và sau khi ăn cơm mỗi người liên kết và liên đới với nhau trong công việc bổn phận gia đình của mình như thế nào, hay là mỗi người lại ôm một cái điện thoại để rồi mỗi người một góc, để mỗi người thỏa mãn, thỏa thích lướt những trang web mà mình thích, muốn tìm những cái mà mình muốn. Như thế thì liệu có sự liên kết và liên đới với nhau không? Hay là người ta đang nuôi dưỡng cho mình một lối sống ích kỷ? Và điều đó không chỉ dừng lại ở trong gia đình, mà ngay cả anh chị em đi ra đường phố, đâu đâu cũng thế. Dường như người ta chuộng một cái lối sống chỉ nghĩ đến mình và ích kỷ. Cho nên liên kết và liên đới theo hình ảnh của Chúa Giêsu nói hôm nay, giữa cành nho với thân cây nho, giữa cây nho với người trồng nho, và cành nho cũng liên đới liên kết với Đấng đã trồng nho là Thiên Chúa, đúng là một thạch đố chứ không phải là không thạch đố. Vì vậy chúng ta ý thức được sự mỏng giòn, sự yếu đuối của một con người, rất dễ nghiêng và chiều theo sự xấu, rất dễ nghiêng và chiều theo ý muốn của mình. Chúng ta nài xin Chúa Giêsu, Đấng là cây nho hôm nay, giúp cho anh chị em và tôi nhận biết được sự cần thiết của tính liên đới và liên kết, thì xin cho chúng ta yêu mến mỗi ngày gắn kết với Chúa, để nhờ gắn kết với Chúa chúng ta có một nguồn sống và có một sức sống để chúng ta bước vào một tháng mới với một tuần lễ mới với sức sống của Ngài. Cả tôi và anh chị em mới có thể
hoàn thành được cái công việc, cái bổn phận mà Chúa trao phó cho mình một cách tích cực theo ý muốn của Thiên Chúa. Và đương nhiên như Chúa Giêsu đã khẳng định, cành nho gắn liền với thân cây nho, và để cho Chúa Cha là người trồng nho cắt tỉa những gì nó không thuộc về Thiên Chúa thì chắc chắn nó sẽ sinh nhiều hoa trái theo như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa Giêsu giúp cho anh chị em và tôi nhận thức được điều này, cũng như yêu mến lời Chúa dạy hôm nay, để chúng ta thực sự sống cái tình liên đới, cũng như sống cái mối dây liên kết giữa người với người trên nền tảng của Chúa Giêsu với Chúa Cha, của Chúa Giêsu với chúng ta, và của chúng ta với Chúa Giêsu và với Chúa Cha, đấng mà giờ đây chúng ta mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình vào đấng mà mình muốn liên kết với người. Amen.